Bây giờ mình sẽ đang tiến đến một cái nơi mà Lu cực kỳ mê các bạn. Và nơi này là một nơi mà Lu cực kỳ muốn khoe với mọi người luôn. Đó chính là studio. Hello. Vô nha. Sẵn sàng chưa? Dạ. Ôi. Để bật đèn lên cho mọi người xem.